review của Thủy. Thì hôm nay Thủy sẽ chia sẻ về dòng xe Sonic, Satria và Rider. Thì đối với cái dòng xe Satria này rất là nhỏ gọn, thì với cái các bạn trẻ rất là ưu chuộng luôn ha. Cái màu sơn xe rất là đẹp đúng không các bạn? Thì đối với cái dòng xe Satria này chỉ khoảng tầm 54 triệu thôi, trả trước khoảng tầm được một em về rồi ha. Thì ở bên Thủy có rất là nhiều màu, màu cam, cam trắng, màu cam, màu đỏ, màu hồng trắng, rất là đẹp luôn đúng không các bạn? Thì các bạn có nhu cầu thích cái màu sơn nào, vậy lại màu tem nào thì các bạn có thể nhắn tin Zalo cho Thủy hoặc là gọi trực tiếp cho Thủy theo số điện thoại 0396116846. Đối với cái dòng xe Sonic này khoảng tầm 48 triệu thôi ha, khoảng tầm 59 triệu trả trước 10 triệu là có thể dinh ngay em nó về rồi ha. Thì Sonic thì có màu hồng này, màu xanh và màu trắng mộng mơ luôn các bạn. Tiếp theo Thủy sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng xe Rider ha. Thì đối với cái dòng xe Rider này thì cái màu sắc của nó nhẹ nhàng và phong phú, phong cách của các bạn nam yêu thích luôn đúng không ạ? Thì trên xe này có đã gắn sẵn phụ kiện trên xe rồi. Thì đối với dòng xe Rider này chỉ khoảng tầm 48 triệu thôi và trả trước tầm khoảng 9 triệu là có thể xin ngay em xe về rồi ha. Thì đối với cái màu 3D này thì bên Thủy còn có các tất cả các màu zin. Ngoài cái màu zin đó chỉ ngoài ra bên Thủy còn có tất cả các màu zin. Thì các bạn thích màu xe nào các bạn có chụp lại cái xe đó gửi qua Zalo cho Thủy ha. Thì sẽ tư vấn nhiệt tình và có giá niêm yết cho mọi người, ưu đãi cho mọi người ha. Thì có ai liên hệ trước với những bạn nào liên hệ trước với Thủy thì sẽ được hỗ trợ tiền xăng xe 1 triệu ha. Cảm ơn cửa hàng Thủy ở 961 Nguyễn Ánh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của Thủy 0396116846. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Bye.